Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 217. Chương 2161, vây đánh trật tự, 2. Ranedan vốn từng là bao tay trắng của thần trật tự. Khi đối mặt với thần trật tự bỗng nhiên tỏa ra khí tức đói khát, lúc này bị dọa đến nỗi nằm dạp trên mặt đất phát run, tạo thành bóng ma tâm lý. Mà Tyrannus là một trong tứ đại tùy tùng của thần trật tự, không có khả năng cảm thấy lạ lẫm đối với khí tức này, thậm chí càng thêm sợ hãi và kính sợ so với Ranedan. Karen bị cơn nghiện đói hoàn toàn thao túng, mở hai mắt ra, ánh mắt tựa như đã xuyên thấu bất cứ vách ngăn nào, chiếu đến trung tâm của cấm chú này, phát ra một tiếng chất vấn, thậm chí không phải nói chuyện mà chỉ là một âm tiết. Trong khoảnh khắc, phong cấm vốn còn thiếu một chút cuối cùng sẽ có thể hoàn toàn phong cấm, bắt đầu tan rã. Lúc trước nó vọt tới giống như thủy triều, còn bây giờ thì nó trốn chạy như chó mất chủ. Từ trong hư vô, bóng người vốn đang ngồi sau bàn đọc sách kia biến thành quỷ sát. Tyrannus vì thần trật tự mà sáng lập ra trật tự thần giáo, bây giờ trong thần thoại tự thuật của trật tự thần giáo, Tyrannus là biểu tượng của trí tuệ và sự trung thành, nhưng vào lúc này, Tyrannus đang phát ra lời sám hối thành tín nhất, thần, ta có tội. Karen không để ý đến, mà là mở mắt ra. Anh ở trong hiện thực, vẫn đang đứng trong hang động đá vôi như cũ, dưới chân là một quả tim khô quắt đã hoàn toàn mất đi hoạt tính. A, trong cổ họng, bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh giống như dã thú, màu đen vốn đang điên cuồng xoay tròn ở sâu bên trong hai con ngươi, để lộ ra màu đỏ máu. Trận pháp đã không còn sự duy trì của Morindi cho nên đã trực tiếp vỡ tan. Karen mở hai bàn tay ra, nhìn về phía dưới, cùng Morindi đối mặt lần cuối cùng. Trong đôi mắt của Morindi mang theo vẻ kinh hãi, chết đi. Bà ta thậm chí không còn kịp suy nghĩ nữa, hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Nhưng lúc sắp chết, cánh tay khô quắt kia của bà ta nhẹ rung lên, cái động tác này đã tinh tế nói lên sự vội vàng và khát vọng của bà ta. Đó là thứ mà cả đời này bà ta đều muốn bắt lấy, đáng tiếc bà đã không có cơ hội. Connor đã biến trở về bộ dáng bé gái, con người nhện vốn đang dây dưa nãy giờ với Connor cũng đã biến thành cho bụi sau khi Maureen đi chết. Nhưng mà, khi ánh mắt của Connor nhìn về phía Karen đã thoát khỏi cấm chú, cô bé lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay đặt trước người, chuẩn bị biến thành rồng bất cứ lúc nào. Bởi vì bây giờ trên người Karen có một loại khí tức để Connor cảm thấy vô cùng khó chịu, cô cũng không có quá nhiều tâm tư. Chấp niệm lớn nhất có nguồn gốc đến từ sự điên cuồng và rắn giỏi từ trong xương của Long Thần phản nghịch. Thần là thứ mà vị Long Thần kia phỉ nhổ. Rõ ràng là thần trật tự đã thức tỉnh Long Thần phản nghịch, nhưng bên trong thần thoại tự thuật ánh sáng trật tự cũng không có ghi chép riêng gì giữa thần, trật tự và cùng Long Thần phản nghịch. Trong này, tất nhiên tồn tại một nguyên nhân, khả năng cao nhất đó chính là Long Thần phản nghịch và thần trật tự bất hòa. Ánh mắt của Karen nhìn về phía Neo trước tiên, Neo cũng nhìn về phía Karen, hắn vốn cho rằng Karen đã xong đời rồi. Nhưng bây giờ, Karen lại thoát nạn, nhưng mà hắn cũng đã nhìn ra sự thay đổi trên người của Karen, cơn nghiện đói vẫn luôn quấy nhiễu Karen đã phát tác. Mà lần này, lại bộc phát vô cùng triệt để, Karen tựa như đã mất đi sự khống chế chủ quan đối với nó. Việc mà Neo có thể làm bây giờ chỉ có thể là không ngừng chớp mắt, thế nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà khi ánh mắt của Karen rời đi khỏi người của hắn, trong lòng Neo cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Neo rõ ràng rằng trạng thái bây giờ của mình đã không tính là đồ ăn gì, mà cái này cũng làm cho Karen mất đi hứng thú đối với mình. Cậu ta đang săn mồi. Trong chốc lát, trong lòng Neo vậy mà sinh ra một cảm giác mất mát. Lần trước mình bởi vì hít một hơi từ cái bình tạo thần kia của nguyên lý thần giáo mà trở nên lạc lối. Karen lấy danh nghĩa cứu mình cho nên đục vài lỗ trên người mình, lúc chế giễu mình nằm trên giường bệnh chỉ có thể làm vòi hoa sen, mình còn không thể mắng lại. Lần này Karen lạc lối, vốn nên là một cái cơ hội tốt để ra tay đánh cậu ta một trận, đáng tiếc, mình bây giờ không năng lực này, thật là rất tiếc nuối. Karen tiếp tục di chuyển ánh mắt, Philomena nằm trên mặt đất, trọng thương hấp hối, lắc đầu. Ventura nằm trên mặt đất, phía sau lưng đều là máu tươi, đã hôn mê, cũng lắc đầu. Đồ ăn hấp hối, không chỉ đã mất đi dinh dưỡng, hơn nữa còn không tươi mới,
cảm giác phá hủy, đây không phải là thứ mà anh yêu thích. Karen nhìn về phía Alfred đang từ từ bò dậy. Mặt và đầu gối của Alfred bị thương, bây giờ đều là máu tươi, nhưng không thể nghi ngờ trong những người ở đây, trạng thái của Alfred là tốt nhất. Alfred ngẩng đầu, nhìn về phía Karen, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, thiếu gia. Karen cuối cùng vẫn rời ánh mắt đi, rơi vào trên người Connor, con cốt long này mới phù hợp nhu cầu bây giờ của Karen nhất. Cảm giác được sát ý gần như không hề che giấu của Karen, Connor trực tiếp chuẩn bị xong tư thế phòng ngự. Nhưng Karen chỉ là giơ bàn tay lên, khế ước chủ phó hiện ra. Nhìn thấy phần này khế ước, Connor lúc này mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, mất mát, uất ức, phẫn nộ. Alfred mở miệng nói, thiếu gia, ngài không thể làm như thế, nó là người mà ngài cho rằng có chí hướng giống với ngài. Karen không để ý đến lời Alfred nói, vận chuyển khế ước, Connor lúc này quỳ rạp trên đất, đã mất đi tất năng lực phản kháng. Nhưng cổ của cô bé vẫn ưỡn lên thẳng tắp như cũ, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Karen. Connor vốn lựa chọn tin tưởng Karen, tin tưởng sự cộng minh trong thời khắc kia, nhưng trên người của người trước đây đạp lên. Đầu thân trước mặt mình, lúc này lại tỏa ra khí tức làm mình buồn nôn, càng phản bội lại ước định với mình. Cơ thể Karen bắt đầu bồng bềnh, hạ xuống về phía Connor. Nhưng cái này, Alfred chắn ngang ở giữa, trầm giọng nói, thiếu gia, ngài không thể làm như thế, xin hãy tỉnh lại. Karen duỗi tay ra, một sợi xiềng xích trật tự bay tới, trực tiếp quấn chặt lấy cái cổ của Alfred, nhấc Alfred lên. Alfred không có dãy giụa, máu me đầy mặt vẫn cố gắng trần thuật, thiếu gia, xin tỉnh lại, ta không hy vọng trông thấy ngài sau đó sẽ hối hận. Xiềng xích trật tự càng lúc càng siết chặt, miệng Alfred bắt đầu há lớn, phát ra tiếng quát khẽ, thiên mị, bây giờ ngươi không ra tay, chờ sau khi thiếu gia tỉnh lại, ta sẽ đề nghị thiếu gia xóa ngươi đi. Trong chốc lát, một đôi cánh màu đen mở ra, sau đó bỗng nhiên phủ về phía trước, bọc Karen lại. Chương 2162, vây đánh trật tự, 3. Bịch một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một quả cầu màu đen. Thiên mị vốn không muốn ra mặt, thật ra nó càng muốn trở thành một vật trong suốt hơn, nhưng khi Alfred nói ra câu nói này, nó biết mình không thể lại giả ngu nữa. Nhưng mà, sau một hồi tiếng kẽo kẹt giòn vang lên, đôi cánh từ từ bị đẩy ra. Thiên mị đã mất đi khống chế đối với đôi cánh, Karen nắm tay phải lại, thiên mị bị siết ở nơi đó giống như con giun. Thiên mị bắt đầu giãy giụa, điên cuồng cầu xin tha thứ. Màu đỏ tươi trong mắt Karen đang từ từ phóng đại, điều này có nghĩa cơn nghiện đói cũng không giảm bớt mà ngược lại bởi vì liên tục kích thích, bắt đầu trở nên càng ngày càng cực đoan. Karen cúi đầu xuống, hé miệng, chuẩn bị bỏ thiên mị vào trong miệng, trước tiên xóa đi cái vật nhỏ không nghe lời này. Gâu! Cái này, một tiếng chó sủa truyền đến, Kevin bay nhào lên, miệng chó trực tiếp cắn vào cổ tay Karen. Bởi vì thế vồ đến quá mạnh cộng thêm cổ tay Karen rất rắn chắc, khiến cho cơ thể chó của nó bám lấy cổ tay Karen mà lộn ba vòng. Kevin cảm thấy mình vượt qua sự sợ hãi trong nội tâm, răng chó đâm vào cổ tay Karen, chỉ đâm vào một chút xíu. Nhưng vào giờ phút này, nó lại bắt đầu xâm nhập, nó muốn tranh đoạt quyền khống chế cơ thể một lần nữa. Đây là một phương thức tự sát, bởi vì nó vốn cũng không khả năng thành công nếu như Karen trọng thương, linh hồn uể oải. Vậy nó vốn cũng có rất nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ mặc dù ý thức Karen bị cơn nghiện đói nắm trong tay, nhưng trạng thái bản thân của Karen cũng không tệ. Nhưng mà, điều mà Kevin muốn, thông qua hành động kia để kích thích ý thức trong chỗ sâu của Karen. Một dòng phù văn màu xanh lam từ trong mồm Kevin đánh vào cơ thể Karen. Sau một khắc, một con chó vàng xuất hiện ở trong một không gian ý thức linh hồn đen kịt. Nó đã từng cải tạo lại cơ thể của Karen. Mặc dù sau này Karen trải qua mấy lần dung hợp và thay đổi, nhưng ít ra nền tảng cũng không biến hóa quá lớn. Kevin có bản thiết kế ban đầu nên tự nhiên có thể tiến đến rất dễ dàng. Tiến vào thì có khả năng, nhưng sau khi đi vào thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân mà Kevin vẫn luôn không tiếp tục phát động cuộc chiến tranh giành cơ thể. Cùng với Karen càng ngày càng mạnh lên, linh hồn của cậu ta cũng càng có nhiều thứ đồ xuất hiện. Bây giờ mình trong trạng thái suy yếu đi vào đây thì một chút cơ hội đều không có. Nếu không, nếu như nó muốn đánh lén, quả thực là quá thuận tiện, dù sao thì ổ chó của nó cũng ở trong phòng ngủ chính, thừa dịp lúc Karen ngủ cắn một cái không phải rất đơn giản sao.
Kevin quay đầu lại, trông thấy phía sau mình, Karen đang bồng bềnh tại nơi đó, bốn phía, không ngừng có xiềng xích trật tự xuất hiện, đang chuẩn bị tiến hành trói chặt nó. Mặc dù nó bây giờ cực kỳ suy yếu, nhưng nó dù sao cũng là một vị tà thần, tương đương với món ngon thật sự mà cơn nghiện đói của Karen phát hiện. Thấy thế, Kevin vừa kêu to gâu 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 khàn cả giọng, vừa không ngừng chạy về phía trước. Karen đuổi theo ở phía sau, không ngừng chèn ép phạm vi hoạt động của Kevin. Cái này nhìn như là đang cố ý trêu đùa con mồi của mình, nhưng trên thực tế lúc nãy ở bên ngoài, hành vi của Karen cực kỳ kiên định, nhưng động tác vẫn không quá nhanh nhẹn. Nguyên nhân là vẫn luôn có một nguồn sức mạnh khác đang kéo lấy cơn nghiện đó. Cơn nghiện đói đã chiếm cứ chủ đạo, nhưng vẫn chưa trở thành thứ duy nhất. Gâu gâu gâu, Kevin kêu to, bên trong bóng tối ở phía trước, lộ ra một bóng người to lớn, trên người hắn quấn quanh lấy một luồng khói đen. Nhưng bởi vì Kevin đến, khói đen bắt đầu tan đi, thứ bên trong bắt đầu được phát động. Đây là một cái cơ chế rất ngu ngốc, những thứ sâu trong linh hồn Karen có bản năng bảo vệ nơi này, bất cứ kẻ xâm nhập bên ngoài nào đều sẽ bị bọn hắn trấn áp. Đây cũng là nguyên nhân mà Karen có thể đánh bại đối thủ rất mạnh bên trong không gian ý thức linh hồn. Nhưng bởi vì hiệu quả của phong ấn lúc trước, dẫn đến những thứ này đều bị phong ấn, dù phong ấn đã bị loại bỏ, bọn hắn vẫn ở trong trạng thái yên lặng như cũ. Kevin xuất hiện như một người xâm nhập, chẳng khác gì đã kích thích bọn hắn lại. Gâu, thần ánh sáng. Pháp thân tín ngưỡng của thần ánh sáng thức tỉnh, đứng ở nơi đó, tiến hành đi trấn áp Kevin. Kevin bốn chân chạy nhanh, hô to về phía trước một lần nữa, gâu, nữ thần ám nguyệt. Pháp thân tín ngưỡng nữ thần ám nguyệt tránh thoát sự ràng buộc của khói đen, xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị ra tay với Kevin. Kevin trượt một cái, nhìn thấy một bóng dáng tương đối nhỏ ở phía trước, là thủy tổ Ellen cũng đang bị khói đen bao phủ. Ồ, Kevin lập tức lắc đầu, được rồi, ngươi vẫn cứ nghỉ ngơi đi. Lập tức, Kevin mượn thân phận chủ nhà cũ và kiêm nhà thiết kế để tăng tốc độ, lại tới trước mặt một vị khác. Gâu. Hình chiếu của Dis bị kích thích, tránh thoát ràng buộc, tỉnh lại. Một hơi phát động ba cái, Kevin vẫn còn đang suy tư kế tiếp còn. Có cái gì còn thừa lại, nó đi tới trước một thân thể to lớn nhất đang bị khói đen bao phủ. Kích cỡ của thứ này rất lớn, nhưng nó lập tức ý thức được cái này đang đại diện cho ai. À không, không thể. Bây giờ sao có thể kích thích để trật tự thức tỉnh được? Được rồi, trước hết cứ như vậy đi. Chắc đã đủ. Ba bóng người to lớn đồng loạt hướng tới gần Kevin, nhưng khi Karen cũng tới gần, ba hình chiếu này đều cùng dừng động tác lại. Bởi vì Kevin đúng là người xâm nhập, nhưng lúc này cơn nghiện đói khống chế Karen, bản thân nó cũng là người xâm nhập. Trong quá khứ, Karen nhiều lần đều là dựa vào bọn hắn để trấn áp cơn nghiện đói. Lúc này, có một thanh lưỡi hái khổng lồ màu đen cho dù Kevin không gọi nó cũng vừa chủ động tỉnh lại bởi vì nó nghiện chặt linh hồn của Karen. Lưỡi hái chiến tranh chủ động xuất hiện, trực tiếp mở màn để ba vị kia tạm thời từ bỏ Kevin, nhao nhao quay người, mặt nhìn về phía Karen. Kevin hưng phấn liên tục kêu to, gâu, các vị, cùng lên đi, gâu, đánh chết cái tên trật tự này. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2163, thêm một hộ khẩu, 1. Lúc này Kevin hưng phấn, ít nhiều cũng mang theo một chút cảm xúc của chó ở trong đó. Rốt cuộc thì thứ cấm kỵ bình thường không dám đụng vào và khiêu chiến, lúc này lại có thể biểu lộ hợp lý hợp tình, dù sao cũng phải hơi nhập tâm một chút. Gâu, nữ thần ám nguyệt mở hai tay ra, một vòng huyết nguyệt trực tiếp chiếu rọi ở sau lưng Karen, giống như là tạo thành bối cảnh, cũng không phải rất lớn. Nhưng chỉ có người đang ở bên trong bối cảnh mới có thể cảm nhận lúc này rõ ràng, màu máu đỏ ở bốn phía. Giống như không nhìn thấy bờ, mặc cho ngươi có thử như thế nào đều không thể rời khỏi sự trói buộc của nó. Màu đỏ tươi bên trong hai con ngươi Karen hiện ra lần nữa, sâu trong linh hồn, pháp thân lợi hại nhất mà Kevin không đánh thức, có dấu hiệu muốn khôi phục. Bây giờ cơn nghiện đói là mạnh mẽ nhất, bởi vì nó khống chế ý thức Karen. Trong quá khứ, loại hiện tượng bao trùm hoàn toàn ý thức chủ quan của Karen còn chưa từng xảy ra. Nhưng nó lại là thứ suy yếu nhất, vật dẫn lớn nhất của nó, pháp thân của thần trật tự vẫn còn không thức tỉnh.
Lần trước Karen lấy phương thức cực đoan để áp chế cơn nghiện đói, đó là khi pháp thân của thần trật tự trở thành vật dẫn của cơn nghiện đói. Những thứ khác bên trong linh hồn liều mạng áp chế, cuối cùng vẫn phải dựa vào lưỡi hái chiến tranh chặt một cái mới có thể thành công. Lần này, chỉ cần pháp thân của thần trật tự tiếp tục im lặng, như vậy thì cơn nghiện ngược lại có thể áp chế càng dễ hơn. Kevin cũng ý thức được chuyện không thích hợp, khói đen xung quanh pháp thân kia đang tiêu tán. Một khi hắn thức tỉnh rồi gia nhập vào, vậy thì cục diện trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ. Gầu gầu gầu. Kevin hô to, thúc giục giải quyết nhanh hơn một chút. Pháp thân của thần ánh sáng lơ lửng trước mặt Karen, sức mạnh ánh sáng chiếu lên trên người anh, tiến hành áp chế Karen, cường độ dãy dụa của Karen lập tức chậm lại dần. Lưỡi hái chiến tranh vung đến, bổ Karen. Hình chiếu của Dis lúc này xuất hiện, chặn lưỡi hái chiến tranh lại, đẩy lùi nó. Bên ngoài, Alfred vẫn đang tiến hành cầu nguyện như cũ, âm thanh vang lên bên cạnh Karen. Điều này có nghĩa sự thành kính của Alfred có thể lấy một loại phương thức đặc thù tiến vào nội tâm Karen. Thiếu gia, ngài từng nói lão Jadis cực kỳ hối hận một chuyện, đó chính là lúc còn trẻ đã đi nhầm đường. Thiếu gia, ngài từng nói thần trật tự cũng đi lầm đường, ngài sẽ không phạm sai lầm của hắn. Thiếu gia, ngài quên mong ước chung của chúng ta rồi sao? Trong từng tiếng cầu nguyện của Alfred, màu đỏ tươi bên trong đôi mắt Karen bắt đầu dần dần trở thành nhạt, tác dụng của điểm thả neo vào lúc này hiện ra. Ầm. Pháp thân của thần trật tự vốn nên là chủ nhân thật sự của nơi này, vốn là tín ngưỡng duy nhất mà Karen chọn trong rất nhiều thứ, cuối cùng thức tỉnh, thân hình to lớn xuất hiện sau lưng Karen. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, hai mắt Karen nhắm chặt, lúc từ từ mở ra, đôi mắt khôi phục sự bình tĩnh. Ánh mắt của Karen đảo qua phía trước, cuối cùng rơi vào trên người Kevin. Lúc này Kevin sợ run cả người bởi vì pháp thân của thần trật tự hoàn toàn là hành động theo động tác của Karen, chẳng khác gì là pháp thân của trật tự chính đang nhìn mình chằm chằm. Nó vốn dĩ cảm thấy bị phong ấn ở trong cơ thể của một con chó vàng đã để cho mình cực kỳ suy yếu. Bây giờ nó mới rõ ràng ý thức được làm chó cũng có thể cho mình cảm giác an toàn rất lớn, dù sao cũng tốt hơn trở thành thịt trên thớt. Karen hạ người xuống, đi vào trước mặt Kevin, nghi ngờ nói, vì cái gì ở chỗ này, ngươi cũng là một con chó. Kevin nghe xong thì chỉ biết im lặng. Thứ hiện ra trong không gian linh hồn hẳn là thể linh hồn của bản thân mình, bộ dáng phân chia càng giống với bộ dáng theo thói quen trong ý thức. Cũng chính là ngươi cho rằng mình nên là bộ dáng gì thì ở chỗ này sẽ biến thành bộ dáng đó, tương đương với việc tự mình chọn gương mặt theo bản năng. Nhưng Kevin vẫn là một con chó như cũ. Kevin cúi thấp đầu chó, nó cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lần trước lúc ở trên hỏa đảo cũng giống như vậy, mình là một con chó, chở PALL cùng đánh nhau với địa ngục tam đầu khuyển. PALL dù sao thì cũng đã làm mèo hơn 200 năm, nhưng mình mới làm chó bao lâu chứ? Chưa gì đã, quen rồi. Nhưng mà, trong lòng Karen còn có một cái ý nghĩ khác, lần này mình lại không kiểm soát thêm một lần, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may cơn nghiện đói hiển nhiên cũng không chuẩn bị sẵn sàng để phát tác, sức mạnh trật tự còn không bị nó điều động, cho nên tính chất mặc dù vô cùng ác liệt, lại bị dập tắt cực kỳ nhanh. Thế nhưng là cũng từ khía cạnh này mà thể hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cùng với thực lực mình được tăng lên. Cơn nghiện đói sẽ bành trướng thêm một bước, nghĩ biện pháp để có thể áp chế nó tạm thời, ít nhất là đề phòng. Đồng xu Varas, Loia, không thể kéo dài thêm được nữa, muốn tìm đồng xu Varas chìm ở ngoài biển kia về, như vậy thì Loia có thể thông qua nó để cảm ứng với mình, thời khắc quan trọng, có thể giúp mình trấn áp cơn nghiện đói. Nói một câu tương đối lạnh lùng tự tư, Karen sẽ không gửi gắm tất cả vào trên người Kevin để đánh thức mình mỗi lần có chuyện. Anh càng tin tưởng cô bé giống như Loia hơn, giống như Connor, bởi vì nhỏ tuổi, cho nên thuần túy một chút. Dễ bị lừa. Còn về phần Kevin, ngày nào đó nếu quả như thật sự có cơ hội thật tốt đặt ở trước mặt nó. Karen cảm thấy nó thừa cơ phản bội là một chuyện rất bình thường, anh thậm chí sẽ không đi oán trách nó, dù sao cũng là mình cho nó cơ hội. Phải biết rằng con chó ngay từ đầu thật ra có thể nói chuyện giống như PALL, sở dĩ lựa chọn gâu 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 là vì mượn nhờ hình tượng một con chó vàng để mình giảm đi sự cảnh giác đối với nó. Đương nhiên, nó bây giờ thật ra càng ưa thích gâu gâu gâu. Chương 2164, thêm một hộ khẩu, 2.
Bên trong hiện thực, Karen vừa tỉnh lại, Kevin cũng mở mắt ra. Một người một chó bốn mắt nhìn nhau một hồi, Kevin mở miệng chó ra, rời khỏi cổ tay Karen, để lại trên chỗ cổ tay một dấu răng nhàn nhạt. Karen lắc lắc cổ tay, đi đến trước mặt Connor. Sau khi bị Karen sử dụng khế ước chủ tớ, Connor vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Karen. Ai? Karen thở dài, cũng quỳ xuống trước mặt Connor, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cô bé. Ta vẫn luôn đấu tranh với nó, chỉ có điều như ngươi vừa thấy khi nãy, phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta bị đánh lén, nó bị phóng ra, đó cũng không phải thật sự là ta. Connor giữ im lặng, Karen chỉ có thể tiếp tục nói, còn nhớ rõ lời thề mà ngay từ đầu ta lập ra với ngươi sao, thật ra là để chỉ lúc này. Nếu như ngày nào ta đấu tranh thất bại, lạc lối, biến thành như thế kia, đó là thời điểm ngươi ra tay nuốt ta hoặc là giết ta, giúp ta giải thoát. Connor tiếp tục không nói lời nào. Thật xin lỗi, ta không thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Ta nghĩ, có lẽ tình huống như vậy sẽ còn xuất hiện. Cho nên, ta cố hết khả năng áp chế và chống cự, mà ngươi, tốt nhất cũng có thể quen thuộc. Neo ngồi ở kia nghe được câu này, trong một con mắt còn đang mở xuất hiện vẻ nghi ngờ, con mẹ nó, cậu thật sự là một thiên tài trong việc nhận lỗi đấy. Cái gì mà gọi là ta sai, ta có lỗi, nhưng ta về sau sẽ còn tái phạm, cho nên xin ngươi hãy quen dần trước. Connor đứng người lên, nhẹ gật đầu. Neo sửng sốt một chút, mẹ nó, thế mà thật sự có hiệu quả. Bộ trưởng điều tra lúc trước cảm thấy phương thức mà Karen khống chế bọn thuộc hạ là học được từ chỗ mình, mô phỏng theo hình thức văn hóa của tiểu đội chó săn. Hiện tại Neo ý thức được, người ta vốn chính là chuyên gia trên phương diện này. Ngẫm lại xem Alfred, nhìn nhìn lại Philomena, cuối cùng là con cốt long vừa có được này. Tính cách khác biệt, hai người sau còn khó khăn hơn, nhưng đều có thể bị cậu ta điều chỉnh vô cùng suôn sẻ. Neo chỉ có thể mắng một tiếng ở trong lòng, chơi trò tâm lý, thật bẩn. Trấn an được Connor, Karen đi đến trước mặt Alfred. Alfred dùng tay áo xoa xoa máu tươi trên mặt mình, lộ ra mỉm cười với Karen. Thiếu gia, đại tế tự không hổ danh là đại tế tự, thật đúng là đã lật tung toàn bộ chúng ta, hoàn toàn không có cơ hội để đáp trả. Karen không có nói thật xin lỗi gì với Alfred, giữa bọn họ cũng không cần đến thứ này, vết thương thế nào rồi? Có chút nghiêm trọng, nhưng tốt hơn một chút so với bọn họ. Chú ý chữa trị cho bản thân. Vâng, thiếu gia, ta đã rõ. Karen lại kiểm tra tình trạng của Philomena và Ventura. Vết thương của bọn họ rất nghiêm trọng, đều đã hôn mê, nhưng đều không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước Morin đi dùng vật triệu hồi vong linh của Norton, thật đúng là đã nương tay chỉ đánh bại mà không giết chết. Cái này cũng khiến cho khi Karen lại hướng ánh mắt về phía thi thể của Morin đi thì không hận nổi, dù rằng bà ta trước khi chết còn chơi mình một vố. Nếu như không phải vừa lúc sử dụng cấm chú của Tyrannus, mình bây giờ cũng đã xong rồi. Karen mở miệng nói, ta có phải có chút ngốc hay không? Mình vẫn luôn rêu rao rằng mình không làm những chuyện dài dòng, lần này thế mà thật sự mềm lòng thu tay lại nên chịu thiệt. Khi đó nếu như trực tiếp đốt cháy bà ta, có lẽ cũng không có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Alfred nhắc nhở, thiếu gia, ngài không cần tự trách và kiểm điểm mình, ít nhất đối với chuyện này, thuộc hạ cảm thấy ngài không làm sai, bởi vì... Thay một góc độ khác mà suy nghĩ, khi ngài đứng ở phía trên trái tim kia, sao lại không phải là một cái bẫy cuối cùng mà vị đại pháp sư vong linh này bày cho ngài? Bà ta vốn không có ý định tiếp tục còn sống, lúc ấy ngài phải chăng có trực tiếp dùng ngọn lửa ánh sáng để thiêu chết bà ta thì thật sự đều không ảnh hưởng gì. Tới dụng tâm sử dụng giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh mình để hiến tế nhằm giam cầm ngài trong cấm chú của bà ta. Ha ha, đúng, nói rất đúng, trong lòng ta lập tức thoải mái hơn. Mình đã sớm đứng ở trong cạm bẫy, lúc ấy mình bất kể là lựa chọn gì, có phải chuyện sau đó mình nhân từ một cách ngu xuẩn hay không thì thật ra cũng không hề có gì khác nhau. Cho nên, xin thiếu gia hãy nghĩ thoáng, lựa chọn ngay lúc đó của ngài, ta cũng đồng tình, bởi vì lúc ấy bà ta thật sự có thể giết ta, nhưng lại nương tay. Alfred, ngươi thật đúng là cái áo bông tri kỷ. Alfred lĩnh ngộ ý của cái ví dụ này, trên mặt lập tức mỉm, cười, đây là chức trách của thuộc hạ. Karen ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Morindi, Alfred thì nhặt lên một chiếc nhẫn màu xanh lục ở vị trí mà vật triệu hồi vong linh của Norton hòa tan lúc nãy. Đi đến bên người Karen,
cũng ngồi xổm xuống, nói, thiếu gia, chiếc nhẫn này, thánh khí. Không phải, chỉ là một món trang sức bình thường, nhưng nếu là ở trên vật triệu hồi kia, chắc hẳn là có hàm nghĩa đặc thù, vật bình thường ở trên người giống như bọn họ mới là thứ quý giá nhất. Ngươi là có ý gì? Karen đã nhận ra, thuộc hạ cảm thấy chiếc nhẫn này có thể mang về giao nộp, không nhất định phải mang thi thể của bà ta về, mà thi thể của bà ta, chúng ta có thể nhận lấy. Nhận lấy thi thể của bà ta? Thiếu gia, không phải ngài đã nói sao, trong nhà của chúng ta có vô số quan tài trống. Nếu như bà ấy cần mà nói, có thể nằm vào, ngài đã quyết định rất sớm, muốn để bà ta nằm trong một cái quan tài. Anfet, vâng, thiếu gia, ta chưa từng nghĩ như thế, lúc ấy ta nói câu nói này chỉ là để đáp trả một cách khách khí mà thôi. Vậy ý nghĩ hiện tại của ngài là cái gì, thiếu gia? Vẫn chưa nghĩ ra. Thật ra, thiếu gia sở dĩ sẽ cảm thấy mình bị lừa rồi, sẽ lựa chọn thu tay lại vào lúc này, trên bản chất hay là bởi vì thiếu gia ngài cảm thấy bà ta không phải là đối thủ của mình. Không phải là bởi vì thực lực của và năng lực của bà ta không xứng, mà là ngài cho rằng cùng chết với bà ta thì không có ý nghĩa. Thuộc hạ cảm thấy, thẩm phán quan Pavaro lúc trước, nếu như ngay từ đầu trông thấy trên người ngài có sức mạnh ánh sáng, cũng sẽ tới bắt giữ ngài. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2165, thêm một hộ khẩu, 3. Ngươi so sánh bà ta cùng với thẩm phán quan Pavaro. Trên người bà ta quả thật có loại tương đồng này, nhóm người chúng ta đến đây là để giết bà ta lại không nỡ giết một người nào trong nhóm. Anfet dừng một chút, nhìn về phía Neo, bộ trưởng điều tra chắc hẳn là cũng có thể tán đồng đề nghị này của thuộc hạ, bởi vì ngài ấy giao lưu với vị đại pháp sư này nhiều hơn chúng ta. Neo nhắm mắt lại, cự tuyệt phối hợp. Trước đó, Neo liên tục bước sai hai lần, nhưng mà cái này cũng từ khía cạnh mà nói rõ. Vị đại pháp sư này thật sự không phải dáng vẻ nên có của kẻ địch trong tưởng tượng, mình xem bà ta như kẻ địch cho nên mới lần lượt dự đoán sai suy nghĩ của đối phương. Nhưng Neo cũng không có ý định đề nghị Karen nhận lấy bà ta, bởi vì bà ta dễ xảy ra vấn đề, hoàn toàn khác biệt với hai vị nằm trong trang viên Ellen và cái vị đang nằm chờ dưới đáy biển kia. Ba vị kia không có quan hệ gì với trật tự thần giáo, bọn họ chẳng qua là bị thân phận và tương lai của Karen thuyết phục, cho dù Karen không phải đi con đường trật tự và đổi sang con đường khác, đối với bọn họ cũng sẽ không có gì khác biệt. Nhưng Morindi không giống, bà ta là tín đồ thành kính trật tự, mà lại là thiên về chủ nghĩa giáo nghĩa nguyên thủy, ngươi muốn biến bà ta thành thuộc hạ của mình. Dự bị để sau này gọi là đến đuổi là đi thì cũng không thực tế, bởi vì bà ta cũng sẽ dùng hình tượng của thần trật tự trong cảm nhận của bà ta để yêu cầu ngươi. Ngươi và Cốt Long hô lên ở trên trật tự không nên có thần, Cốt Long sẽ hưng phấn theo, nhưng ngươi thử hô lên với bà ta xem. Có tin bà ta sẽ phản bội ngay lập tức không? Đây cũng là chỗ mà Karen lo lắng. Cho nên, đối mặt với lời đề nghị mãnh liệt của Anfet, Karen mở miệng nói, thế nhưng ngay cả đại tế tự mà bà ta đều có thể phản bội. Sức hút cá nhân của đại tế tự cũng không áp chế nổi tín ngưỡng của bà ta, mình có thể làm được sao? Anfet nói, thiếu gia, chúng ta trước tiên có thể lén lút mang thi thể của bà ta về, trước hết cứ bố trí vào trong quan tài ở trang viên Ellen, không cần vội vàng thức tỉnh bà ta. Chờ sau này tìm tới đủ phương pháp để điều hòa tín ngưỡng và mâu thuẫn giữa chúng ta, lại tiến hành thức tỉnh. Dù sao, chúng ta cũng sẽ không mất gì, quan tài trống còn nhiều như vậy, để một người ở tạm cũng không có gì không thể, cũng chỉ là thêm một cái hộ khẩu tạm thời. Lui lại một vạn bước nói, cho dù sau này bà ta không trở thành thành viên chính thức trong 12 quan tài, nhưng ngày sau nếu như gặp phải chuyện gì ví như đối phương trực tiếp uy hiếp trật tự thần giáo, hoặc nhất trí với lập trường hiện tại của thiếu gia, lại cần dùng tới năng lực của bà ta, khi đó lại đến thức tỉnh, bà ta chắc hẳn cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Karen cười nói, Anfet, ngươi có tự tin đối với bản thân mình đến thế sao? Đương nhiên, thiếu gia, đây là công việc của ta. Vậy thì, mang thi thể của bà ta đi. Vâng, thiếu gia. Sau đó, Karen và Anfet vận chuyển đám thương binh trở lại mặt đất, sau đó một mình Karen quay xuống, dùng ngọn lửa trật tự thiêu đốt dọn dẹp mọi thứ trong ngoài. Cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ, lại dùng trật tự,
thanh tẩy để sát khuẩn thêm một lần nữa. Anh tin tưởng ngày sau chắc chắn có người bị phái tới kiểm tra nơi này, thậm chí bản thân đoàn trưởng Đan có khả năng cũng sẽ quay lại chốn cũ, cho nên công việc quét dọn nhất định phải làm triệt để. Thi thể Morindi thì càng được dùng thần bào trật tự bao phủ, ngoại trừ phần đầu của bà ta còn bình thường. Những bộ phận khác trên cơ thể đều héo rút dữ dội, Anfes dứt khoát gấp cơ thể của bà ta lại để thuận tiện cho việc mang đi. Sau khi con bọ rùa lớn nhận được mệnh lệnh, bắt đầu cực kỳ tự giác di chuyển về hướng chủ thành, cũng không cần người điều khiển, bản thân nó biết đường. Karen ngồi tại chỗ, Neo nằm nghiêng bên cạnh Karen, hắn chớp mắt mấy lần ra hiệu Karen đổi cho hắn một cái tư thế có tôn nghiêm hơn, nhưng Karen cũng không để ý đến. Bởi vì Karen vừa phải không ngừng truyền sức mạnh linh hồn cho Neo để duy trì cơ thể của hắn hoạt động, còn phải không ngừng sử dụng thuật pháp trị liệu cho Philomena và Ventura. Bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Karen cũng không muốn để vết thương của bọn họ trở nặng mà chuyển thành tàn tật. Connor ngồi cùng một chỗ với Kevin, nói chuyện. Mỗi lần đều là Connor gâu thật nhiều tiếng, Kevin trước tiên là nhìn Karen sau đó gâu một cái để trả lời. Vùng ngoại ô chủ thành xuất hiện một doanh trại to lớn, cơ của trật tự kỵ sĩ đoàn treo thật cao, khí tức đầy sát khí áp chế hết thảy. Một kỵ sĩ chim ưng hạ thấp độ cao lượn quanh phía trên bọ rùa, Karen cho thấy thân phận của mình, đợi sau khi đối phương trở về thông báo. Rất nhanh, một đội kỵ sĩ xuất hiện. Kỵ sĩ cầm đầu truyền mệnh lệnh, Karen bị yêu cầu vào gặp riêng đoàn trưởng Đan, còn về các thuộc hạ bị thương của Karen thì có thể được sắp xếp ở phía ngoài, được bác sĩ của doanh trại chữa trị. Đây là một cái kết quả cực kỳ không tệ, trình độ của bác sĩ trong kỵ sĩ đoàn đều là tầng cao nhất trong toàn bộ trật tự thần giáo. Một mình Karen được đưa vào trong doanh trại, lúc đi ngang qua để Karen cảm nhận được một luồng khí tức nguyên thủy, nhưng sự nguyên thủy ở chỗ này cũng không phải là mang nghĩa xấu, mang ý nghĩa mạnh mẽ thật sự. Nhất là một hàng người khổng lồ đang kéo các cỗ máy chiến tranh, tạo ra cảnh tượng vô cùng rung động cho người ta. Đây không phải là đang giả vờ giả vịt, đây là thật sự muốn đánh trận, trật tự phải suy yếu mạch trí giả và mạch long tộc của địa huyệt thần giáo. Mà lại, Karen còn phát hiện rất nhiều bố trí trong doanh trại, cũng không phải là bố trí lâm thời, ví như một vài trận pháp phòng ngự cỡ lớn. Đều sử dụng vật liệu trận pháp tốt nhất, đây là dự định sau lần hành động này thì trật tự thần giáo tiến hành đóng quân vĩnh viễn ở chỗ này sao? Karen đi vào lều của đoàn trưởng, Đan đang ngồi ở bên trong, trên tay cầm đọc một phần văn kiện. Thưa ngài đoàn trưởng, Đan để văn kiện xuống, nhìn về phía Karen, hỏi, đã chết rồi sao? Karen nhẹ gật đầu, lấy chiếc nhẫn kia ra đặt ở trong lòng bàn tay, trả lời, bà ta đã đi. Chương 2166, trịnh trọng cảnh cáo, 1. Đan trầm mặc, ông ta nhắm hai mắt, nhưng rất nhanh lại mở ra, có vẻ như là đang cố gắng phòng ngừa mình đắm chìm vào trong loại cảm xúc nào đó. Nhận lấy chiếc nhẫn, sau khi Đan quan sát một hồi, phất phất tay, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng, đoàn trưởng. Karen lùi ra khỏi lều, lời thoại vốn đã được chuẩn bị trước, thế mà hoàn toàn không có chỗ để sử dụng, Đan không hỏi một lời nào. Phía ngoài gió thổi phất lên trên mặt, Karen nhịn không được mà hít sâu một hơi, anh rõ ràng, từ thời khắc mình bước ra khỏi căn lều, chuyện này, xem như đã kết thúc, đây là nhiệm vụ bí mật. Không cần mình đi viết báo cáo tổng kết nhiệm vụ gì, thậm chí sẽ không để lại bất cứ câu chữ nào ghi chép về nó. Nhưng mà, nghĩ lại, có vẻ tất cả như vậy đều là bình thường, bởi vì đoàn trưởng Đan cũng không biết việc trận pháp giam cầm đã bị Morindi khống chế ngược. Cho nên ông ta thấy, hành động của nhóm người mình chỉ cần dùng trận pháp giam cầm tiêu hao đối phương rồi lại xuống lấy đầu người. Trong này tồn tại một sự biến đổi về lượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là bởi vì bộ xương khô kia tham gia, khiến cho Morindi có thể nắm giữ trận pháp giam cầm. Lần này tới địa huyệt thần giáo, mình lấy được cốt long, nhiệm vụ bí mật cũng hoàn thành, mặc dù kết quả đều là tốt, nhưng bởi vì bộ xương khô kia nên sinh ra quá nhiều khó khăn trắc trở. Karen mím môi, chờ xem, chờ sau khi ta trở về, nhất định sẽ bắt được ngươi. Đan mở trận pháp truyền tin ở trong lều chỉ huy ra. Sau khi đợi một khoảng thời gian, hình chiếu của đại tế tự Norton xuất hiện ở chính giữa trận pháp. Đan rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân xuống, bẩm báo nói, Morindi chết rồi. Đan giơ chiếc nhẫn lên, ánh mắt của đại tế tự rơi vào trên mặt nhẫn. Thật lâu sau, đại tế tự mở miệng hỏi, Morindi đã nói gì với ngươi?
Đại tế tự không có hỏi ngươi phải chăng đi gặp qua bà ta. Trên trán đan toát mồ hôi lạnh, cơ thể cũng đang nhẹ run rẩy. Ở vị trí này của ông ta, người có thể để cho ông ta cảm thấy e ngại. Thật sự không nhiều lắm, thế nhưng là đi theo vị trước mắt này càng lâu thì cảm giác kính sợ càng sâu nặng. Vâng, cô ta có nói một vài lời. Đại tế tự lơ đễnh nói, ghi ở trong lòng đi. Thuộc hạ, không dám. Ta không ngại, ngươi cứ ghi ở trong lòng đi, đừng đi nói cho người khác biết, cũng đừng ảnh hưởng việc mình làm. Vâng, đại tế tự. Chúng ta đã đứng ở sân khấu đã từng mơ ước, chúng ta đang bắt đầu dựa theo tưởng tượng của chúng ta mà thay đổi trật tự thần giáo, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ thần giáo thuộc về chúng ta. Đương nhiên, đại tế tự, Đan nắm chặt nắm đấm đập lên trên ngực của mình, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của trật tự. Khi hai người truyền tin riêng, cần dùng loại hình thức khẩu hiệu này để kết thúc chủ đề, thật ra có nghĩa rằng đã xuất hiện sự ngăn cách. Chỉ có điều cả hai bên đều không muốn mở rộng vách ngăn này, đều muốn áp chế nhân tố không hài hòa này xuống mức thấp nhất. Đối với Đan mà nói, ông ta càng hy vọng mình chưa từng đến gặp Morindi, nghe được những lời kia. Chuẩn bị ra sao rồi? Đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một nửa kỵ sĩ đoàn sao? Đã đủ. Làm xong thì quay về đi. Ở ngoài cổng lớn của thần điện không có ngươi trấn thủ, ta không yên lòng. Vâng, đại tế tự. Trận pháp truyền tin kết thúc, hình ảnh của đại tế tự tiêu tán. Đoàn trưởng Đan đổi tư thế quỳ thành tư thế ngồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng ran. Ông ta dùng mu bàn tay xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, vung trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía bản. Đồ khu quần cư của Long tộc ở phía sau, ánh mắt trở nên rét lạnh. Mức độ cụ thể của kế hoạch suy yếu phải do quan chỉ huy tự mình đến hiện trường để chỉ huy, không nói quá một chút nào. Đan là người chỉ huy, có thể lấy ý chí của mình để quyết định một nhát đao kia phải chém xuống sâu bao nhiêu. Cảm xúc của ông ta bây giờ đang vô cùng sợ hãi, người đang sợ hãi sẽ vô ý thức mà vung đao mù quáng. Ông ta không muốn khống chế cảm xúc này, một nhát đao kia. Phải vung mạnh một chút, để đại tế tự trông thấy mình e ngại, bàng hoàng, lúng túng, tốt nhất. Bởi vì sự lúng túng của mình, định một tội cho mình. Phải giết nhiều một chút. Karen vốn là muốn đi đến chỗ khu lều điều trị để tìm đám người Anfet. Nhưng anh đánh giá thấp hiệu suất trị liệu của các mục sư. Sau khi kết thúc trị liệu sơ bộ, bọn họ đã được chuyển sang bệnh viện trong chủ thành. Cũng đúng, quân y đâu có rảnh mà để các người ở đây dưỡng bệnh mà lúc đi ra khỏi doanh trại. Karen cảm giác được có lẽ mệnh lệnh đã được truyền xuống. Các bộ phận của doanh trại này cũng bắt đầu vận hành. Từ chối lời đề nghị phái người đưa mình trở về của một tên kỵ sĩ trưởng, một mình Karen lái con bọ ngựa kia quay về chủ thành. Đi tới văn phòng của tổ chuyên án, nơi này vốn là được trưng dụng từ bệnh viện, vừa lúc có thể phụ trách việc trị liệu tiếp theo. Bên trong đã không còn bận rộn như giai đoạn trước, cũng không thấy vẻ náo nhiệt khi trắng trợn bắt người và thả người. Dù sao thì kỵ sĩ đoàn cũng đã đến, chính kịch sắp mở màn, mà vai diễn của tổ chuyên án mà Karen phụ trách tự nhiên cũng tuyên bố kết thúc. Winker đang chủ trì công việc tiếp sau của nơi này, vừa mượn việc kỵ sĩ đoàn đến để thu hồi số dự, vừa dựa theo danh sách tiến hành dọa dẫm một lần cuối cùng đối với đám nhà giàu không dễ bị đe dọa kia. Cực kỳ chủ động nộp phiếu điểm, thu phiếu điểm cũng cực kỳ chủ động. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2167, trịnh trọng cảnh cáo, 2. Lúc Karen lên lầu lúc đã gặp mấy lần, trên mặt mọi người không có vẻ phẫn nộ khi bị dọa dẫm bắt chẹt, ngược lại có vẻ an lòng của đi thay người. Mặc dù kế hoạch là do Anfet và Neo chuẩn bị, nhưng công lao thực hiện của Winker cũng rất lớn. Nếu để cho Rasma biết mình để học sinh tốt của ông ta phụ trách bắt chẹt nhận hối lộ, cũng không biết lão già kia có thể tức giận đến mức nhếch rau lên hay không. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện tiếp đó, Winker còn phải đi phụ trách tổ chức tàn dư ánh sáng. Anfet thậm chí đưa cậu ta vào danh sách quan sát, so sánh với những thứ này, việc mà Winker làm lúc này cũng không đáng là bao. Người ở phía dưới thông báo bộ trưởng trở về, Winker lập tức đứng người lên, cậu ta còn chưa chỉnh sửa xong sổ sách. Lúc này vốn không muốn đánh loạn, tiết tấu ghi chép, vô thức muốn cầm một cuốn sổ khác để đi lừa gạt một chút, dù sao Karen cũng sẽ không lật ra xem. Cậu cũng là thăm dò rõ ràng tính tình Karen,
Những việc rườm rà có thể giao cho bọn thuộc hạ đi làm thì Karen thường cực kỳ nguyện ý chuyển giao quyền lực. Nhưng do dự một chút, Winker vẫn cầm theo quyển sổ đã ghi chép được một nửa mà đi ra ngoài. Bộ trưởng, đây là sổ sách, bởi vì hai ngày này tiếp đón hơi nhiều, ta còn chưa kịp chỉnh sửa tốt, nhưng vẫn mời ngài xem qua một chút. Ta không cần xem, ta tin tưởng ngươi. Karen mặt mỉm cười nói, sau đó đưa tay tiếp nhận sổ sách tùy ý lật hai lần. Trong lòng Winker thở phào một cái, Karen trả sổ sách lại Winker, Anfet đâu rồi? Ngài Anfet còn đang ngủ say, bảo rằng phải ngủ một ngày một đêm, dặn dò ta làm xong chuyện còn lại. Mặt khác, ngài Anfet còn dặn dò đưa Kevin và Connor về khách sạn. Tốt. Anfet hẳn là tiếp nhận trị liệu trên phương diện tinh thần, đang tiến hành chữa trị. Karen đi vào phòng bệnh của Ventura và Philomena, hai người ngồi ở trên giường. Hai tay Ventura bưng một chén trà nóng, giống như là ông lão mà hớp từng ngụm nhỏ. Philomena thì sắc mặt u ám. Các ngươi tỉnh rồi. Karen đi tới nói. Tỉnh, ha ha, bộ trưởng. Khuôn mặt Ventura lập tức tươi cười đón lấy, cậu ta còn muốn xuống giường, bị Karen ngăn lại. Philomena thì quay đầu nhìn Karen một chút, không nói chuyện. Ventura thấy thế lập tức giải thích nói. Vừa nãy Philomena hồi tưởng lại tình huống lúc hành động, sau đó cô ấy tức giận. Tức giận? Philomena mở miệng nói, ta cảm thấy ta rất rác rưởi. Một vài thời điểm, chúng ta muốn cần phải đối xử với sự chênh lệch giữa mình và các đối thủ đặc biệt một cách lý tính. Không cần tự tạo cho mình quá nhiều áp lực, ngươi có biết vật triệu hồi vong linh đánh ngã mình là ai sao? Philomena nhẹ gật đầu, trước lúc về phòng bệnh thì Anfet có nói cho chúng ta biết. Vậy mà ngươi vẫn còn tức giận. Karen cười nói. Đó chính là đại tế tự, hơn nữa còn là thần tử. Đời này của Rasma chỉ phục một người, đó chính là ông nội Dis của mình. Nhưng đời này Rasma còn chủ động nhượng bộ một người, đó chính là Norton. Karen cảm thấy dùng bất cứ góc nhìn nào để đánh giá cao đại tế tự cũng không có gì quá đáng. Ông ta là một người có thể so sánh với ông nội mình. Philomena trả lời, tức giận. Karen an ủi. Ngươi xem như bị ta đánh là được. Philomena nghe được lời này, cẩn thận suy ngẫm một chút, nói, không tức giận. Ha ha. Karen đưa tay, đắp chăn mang tính hình thức cho Philomena, dặn dò, dưỡng thương cho tốt. Ventura thì tò mò hỏi, nghe bát nói, sắp đánh trận rồi. Cũng không tính là đánh trận đâu, là tổ chức đoàn bắt cá trạch. Đáng tiếc, ta cũng không thể đi xem. Ventura tiếc nuối nói. Không có việc gì, bát cũng không có cách nào đi xem, bởi vì hình như ngay cả ta cũng không đi được. Sau khi an ủi xong hai thuộc hạ, Karen rời khỏi cái phòng bệnh này, đi về phía một phòng khác. Neo nằm trong phòng bệnh riêng, hắn nằm ở trên giường, phía trên treo lơ lửng một cái vật chứa trong suốt, bên trong đựng đầy máu tươi, còn có từng cái ống ở phía dưới, tiếp nối vào trên người Neo. Trên đời này chắc cũng không có bao nhiêu dị ma khát máu có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như ngài. Karen trêu chọc nói, đây không phải là máu, đây là dịch dinh dưỡng. Trong chăn truyền ra âm thanh của Neo, Karen vén chăn lên, kinh ngạc nói, có thể nói chuyện rồi sao? Vì cái gì trên mặt của cậu sẽ xuất hiện vẻ thất vọng? Bởi vì quả thật rất thất vọng. Neo nhìn vật chứa phía trên một chút. Thật ra dị ma khát máu hút máu chính là vì hấp thu sinh mệnh lực bên trong, cho nên nó không phải máu tươi. Nhưng vấn đề là cái màu sắc này, nhìn thế nào đều không giống như là được lấy từ thực vật. Ta cứ mặc kệ, đây là thuốc, bên trong kỵ sĩ đoàn có rất nhiều thứ tốt, mục sư dùng cái này trị liệu cho ta mà con mắt cũng không nháy chút nào, đãi ngộ tốt nhất quả nhiên chính là kỵ sĩ đoàn. Vậy thì ngài thật sự rất may mắn. Đúng vậy. Nếu không ta muốn nói chuyện thì cần phải dưỡng thương một tuần lễ, lần này vết thương quá nghiêm trọng. Chúc mừng ngài. Chuyện bên phía đoàn trưởng thế nào rồi? Cực kỳ thuận lợi, ông ta chả hỏi ta cái gì cả. Chuyện này rất bình thường, những việc mẫn cảm thì ông ta cũng không tiện mà hỏi nhiều. Chắc là như vậy đi. Pháp sư Morin đi kia, cậu thật dự định thu nhận bà ta sao? Để nói sau. Thứ mà ta lo lắng chắc cậu cũng rõ ràng. Ta cũng không lắm lời thêm, bà ta là người tốt, nhưng cũng không tốt để khống chế. Ta còn không nghĩ đến một bước này, không cần vội. Được rồi, ngài nghỉ ngơi cho thật tốt, ta về khách sạn tắm rửa, cũng nghỉ ngơi cho tốt một chút, quá mệt mỏi. Nếu vậy mà cậu vẫn cố ý đến thăm bệnh.
Đây là quá trình nhất định phải đi, ngài đã dạy ta. Ha ha, bây giờ ta cũng ngại nói mình là thầy của cậu, cậu chơi còn lợi hại hơn ta. Ngài dĩ nhiên không phải là thầy của ta, ngài là bộ trưởng đứng dưới ta. Súc sinh. Ai, tốt, nếu như ngài còn không thể nói chuyện mà nói, ngược lại, ta thật rất muốn dùng ánh mắt để giao lưu với ngài nhiều hơn một chút. Bây giờ thấy ngài vậy mà phục hồi nhanh như vậy, ta ngược lại cũng không muốn nói quá nhiều lời. Ngài nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Đánh trận, cậu không đi sao? Neo hỏi. Chương 2168, trịnh trọng cảnh cáo. A. Karen đi đến cửa phòng bệnh, ngừng lại, hỏi, ta cần phải đi à? Ý của ta là, cậu không muốn đi xem à? Nếu như ta không bị thương mà nói, ta nhất định sẽ đi. Cơ hội để tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ đoàn chiến đấu thật sự không nhiều. Đương nhiên muốn đi xem, nhưng ngài nghĩ kỵ sĩ đoàn đánh trận là chơi đùa sao, ta muốn đi thì có thể đi. Cơ hội quan sát luôn luôn có, vị tiểu thư tên Dina kia, không phải cũng ở trong bệnh viện này sao, ta nghe y tá ở đây nói, cô ta đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. À, cô ta tỉnh rồi sao? Karen nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Karen đi tới phòng bệnh Alfred. Alfred nằm ở đó đã chìm vào giấc ngủ, trên ngực có đặt vào một cái bồn hoa. Phía trên là đóa hoa màu trắng, tỏa ra mùi thơm nhu hòa, có hiệu quả điều hòa cực kỳ rõ ràng đối với tinh thần. Karen sẽ không quấy rầy Alfred đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn ngồi ở bên giường một chút. Đứng dậy rời đi, bước vào hành lang, Karen do dự một chút, vẫn không lựa chọn trực tiếp rời khỏi nơi này trở về khách sạn, mà là đi tới trước phòng bệnh Dina. Ở trước cửa phòng bệnh Dina, có hai thần quan trật tự đang đứng. Sau khi Karen tiếp nhận nơi này biến thành nơi làm việc của tổ chuyên án, sau khi một ít bảo vệ không phù hợp bị đuổi ra ngoài thì tự nhiên nơi này cũng do Karen phụ trách. Ngài bộ trưởng, ngài bộ trưởng. Ừm, Karen nhẹ gật đầu với bọn họ, đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh. Bên trong, Blanche đang thay thuốc cho Dina, nhưng mà có rèm che chắn. Blanche thò đầu ra trước, sau khi trông thấy Karen thì hô một tiếng, bộ trưởng. Soạt. Dina kéo rèm ra, không cố kỵ chút nào mà để lộ cơ thể ra trước mặt Karen. Karen cũng không có cố ý đi tị húy, dù sao lúc trước khi tiếp nhận trị liệu cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Huống hồ, vết thương to như cái bát ở phần bụng kia vẫn còn, ngoại trừ kẻ biến thái, lúc này nào ai còn sẽ mơ màng gì. Ngươi lấy cốt long của ta. Dina nhìn chằm chằm Karen. Karen nhẹ gật đầu, giải thích nói là ngài nói cho ta biết. Ta phải chủ động đi tranh giành, không thể để lọt vào trong tay người khác. Ý của ta là, không thể lọt vào trong tay thần giáo khác, nhưng nó vốn là đã thuộc về thần giáo chúng ta, ngươi chủ động xin, phía trên mới cho ngươi. Ừm, đúng thế. Vì cái gì? Bởi vì ta thật thích con cốt long kia. Vậy ngươi hẳn nên nói sớm cho ta một chút, ta có thể chủ động tặng cho ngươi. Dina không có chút nào tức giận, chỉ là chuyện một câu nói. Còn có thể để hình tượng của ngươi càng đẹp mắt. Ta đã không phải quá quan tâm vấn đề hình ảnh cá nhân. Karen đi đến bên người Dina, không che lấp ánh mắt của mình chút nào mà nhìn lên phần bụng, hỏi, vết thương thế nào? Như ngươi thấy, bây giờ chỉ là vết thương bình thường. Chúc mừng, cảm ơn. Dina vén tóc của mình một chút, với cái tư thế và bối cảnh này, cô có chút giống với một bức tranh. Nhưng mà nhân vật trong bức tranh giống như là bị đứa bé dùng ngón út chọt ra một cái lỗ. Buổi sáng chị Auji có đến thăm ta, nói với ta một ít chuyện, nhưng ta cảm thấy Auji đang né tránh chủ đề có liên quan với ngươi, giữa các ngươi đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Không có. Dina trêu chọc nói, ngươi cũng dùng đại kiếm đánh vào mông Auji. Làm sao có thể, cái mông của cô ta còn lớn hơn ngài nhiều. Bị vạch trần vết sẹo, Dina chỉ bĩu miệng một chút. Nói, cô ta sợ ngươi, ta có thể cảm nhận được. Nói, Dina đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái mông Blanche, không giống với thuộc hạ của ngươi, cô ta cực kỳ kính sợ ngươi. Thời điểm, cô ta trông thấy ngươi đã đến, rõ ràng là mừng rỡ. Blanche nhắc nhở, tiểu thư, xin ngài không nên cử động, ta cần giúp ngài thay thuốc cẩn thận, nếu không cái sẹo này sẽ rất khó để xử lý. Dina không những không dừng lại, tay ngược lại thuận lên, mò tới cái mông của Blanche. Trêu chọc nói, cho nên, ngươi rốt cuộc đã làm gì chị Auji, ta thật sự rất tò mò. Karen mỉm cười nói, nếu như ngài không hiểu được việc cần tôn trọng thuộc hạ của ta mà nói,
ta cũng không ngại mà đánh gôn ở đây thêm một lần nữa. Dina lập tức thu tay lại, nhún vai, nói, ta cũng thường xuyên sờ cái mông của chị Aoji, có gì đặc biệt chứ, ta là nữ. Ngài cần phải có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thần quan Blanche, chức vị của cô ấy cao hơn ngài. Sau khi Dina nghe nói như thế, dường như cuối cùng cũng đã tức giận, ngươi cố ý chọc giận ta. Không có, ta cố ý không nói, ngay cả thần quan thì ngài cũng không phải. Vậy ngươi đối với chị Aoji thì sao? Ngươi tôn trọng Aoji sao? Ngươi thế nhưng là phải gọi Aoji là ngài. Gọi cô ta là ngài cũng giống như gọi ngài là tiểu thư vậy. Dina suy tư một hồi, sau đó bên trong ánh mắt mang theo sự tức giận nói, ngươi biết không, vết thương trên người ta cũng không làm ta đau xót bằng lời ngươi nói. Karen cảm thấy đã đủ rồi, cảm xúc đối kháng của cô ta đã trỗi lên. Lập tức, Karen nói với Blanche, cô ta còn cần phải trị liệu bao lâu? Rất nhanh, bộ trưởng, thay thuốc rất nhanh. Vậy ta chờ ngươi cùng trở về khách sạn, trên người ta cũng có một chút vết thương ngoài, ngươi giúp ta xử lý một chút. Được rồi, bộ trưởng. Trên mặt Blanche lộ ra nụ cười, cô cảm thấy mỗi lần xử lý vết thương cho bộ trưởng nhà mình đều là một sự hưởng thụ. Karen lại nhìn về phía Dina, tay chỉ về phía cô, nhắc nhở, nếu ngài đã tỉnh, tuyệt đối không nên chạy lung tung, hai ngày nữa sẽ đánh trận, bên ngoài sẽ khá loạn. Đánh trận. Dina lập tức bắt lấy trọng điểm mà Karen để cho cô bắt lấy. Đoàn trưởng Dan sắp chỉ huy kỵ sĩ đoàn tiến công mạch Long tộc, cho nên ở thời điểm này, ngài tuyệt đối không thể lại làm loạn thêm, việc mà người lớn muốn làm, trẻ con nên nghe lời không quậy phá. Chú Dan chỉ huy đánh trận. Trong mắt Dina tỏa ra ánh sáng, cô vẫn luôn tiếc nuối một việc, đó chính là trong ngày đầu chiến tranh với Luân Hồi, cô và kỵ sĩ đoàn của chú Dan không xuất hiện ở trong danh sách xuất trình. Karen trịnh trọng cảnh cáo nói, nhớ kỹ, nếu như ngài dám chạy loạn, ta nhất định sẽ tự mình ra tay bắt ngài trở lại. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2169, không thể khóc, 1. Hình chiếu khổng lồ của một mục sư vung vẩy gậy phép, ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, bao trùm toàn bộ phạm vi của quân đoàn cực kỳ chuẩn xác. Tất cả kỵ sĩ và chiến mã, người khổng lồ đều được bao trùm bởi một lớp màn trong suốt. Năng lực di chuyển vào lúc này cũng đã được tăng cường gấp mấy lần, toàn bộ quân đoàn đều đang hành động với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Một hình chiếu mục sư khổng lồ khác thì sử dụng thuật trị liệu cũng tác dụng trên một phạm vi lớn, để làm dịu nhanh tổn thương và mệt mỏi có thể gặp phải sau khi được cường hóa, để bọn họ có thể luôn luôn duy trì trạng thái tốt. Cũng chỉ có các kỵ sĩ đoàn dựa vào thể chất cơ sở tốt mới có thể có tư cách vừa được cường hóa vừa tiếp nhận trị liệu, còn nếu thể chất kém, rất dễ trở nên uể oải. Đôi mắt khổng lồ phía trên càng không ngừng nhìn khắp bốn phía, các kỵ sĩ chim ưng tạo thành từng tiểu đội săn giết, bảo vệ không phận phía trên của quân đoàn. Chỉ có điều bọn họ nhất định là đã phí công, bởi vì mặc dù trong Long tộc không thiếu những kẻ có thể bay lên, nhưng trước mắt còn chưa từng xuất hiện tên nào dám chủ động tấn công. Về phần phía dưới, tốc độ tiến lên của quân đoàn lại nhanh hơn, cũng không có nhanh bằng tốc độ của đoàn quân tôi tớ kia, bọn hắn chính là chốt thì giá rẻ nhất, la lên rồi lộn xộn vọt về phía trước. Bởi vì tính đa dạng chủng tộc của địa huyệt thần giáo, cho nên cảnh tượng chiến trường hùng vị đang phát sinh ở phía dưới để Karen vô ý thức liên tưởng tới bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn mà đời trước từng xem. Điểm khác biệt ở chỗ, quân trận của trật tự thần giáo rõ ràng có loại cảm giác vượt qua một hoặc thậm chí là hai cấp bậc so với đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo thành sự chênh lệch cực lớn trước mắt vẫn là do Long tộc vốn cũng không có tâm tư để chống cự, bọn chúng có lẽ trước lúc khai chiến cũng không có lên kế hoạch tác chiến. Đám quân tôi tớ rất nhanh đã vượt qua phòng tuyến trên dãy núi, bắt đầu nhanh chóng phát tán xuống phía dưới tiếp tục tấn công, dãy núi đằng sau là cứ điểm trung tâm của mạch Long tộc. Chờ đến lúc Aoji bay qua, Karen trông thấy bên trong thành khu. Mỗi tòa nhà công trình kiến trúc đều đẹp hơn bình thường mấy lần, bên trong còn có cung điện mang kiến trúc cổ xưa và một tòa thần điện cao ngất ở trung tâm. Phía trên thần điện, điêu khắc một con cự long, nó ngửa mặt lên trời gào thét, tỏa ra khí tức uy nghiêm, chắc hẳn là pho tượng của long thần phản nghịch. Khi kỵ sĩ đoàn vượt qua dãy núi, lúc một bên khác trên dãy núi bắt đầu điều chỉnh quân trận một lần nữa, những quân đội tôi tớ kia đã vọt vào thành khu,
bắt đầu trắng trợn giết chóc cùng cướp bóc. Chỉ có điều lúc đến nơi đây, bên phía Long tộc cuối cùng bắt đầu xuất hiện sự phản kháng rõ ràng, giao chiến bình thường trên mặt ý nghĩa cuối cùng cũng xuất hiện. Dina nhìn về phía Karen, mở miệng hỏi, ta cảm thấy chắc không phải bởi vì chuyện của ta đâu nhỉ. Hiển nhiên, cô vẫn còn có chút tự biết rõ. Karen lắc đầu, nói, không phải. Có lẽ là trước đó Ryo tìm nơi nương tựa ở chỗ Norton, khi đó Norton còn không phải đại tế tự, mà hắn còn có được sự ủng hộ từ bộ xương kia, nâng đỡ trên nhiều phương diện để hắn có thể nhanh chóng leo lên cao trong Long tộc. Sau khi trèo lên cao thì dã tâm của hắn cũng bắt đầu bành trướng, ý đồ thống lĩnh Long tộc nơi này thoát ly khỏi địa huyệt thần giáo, đi xây dựng chi nhánh Long tộc độc lập. Cho nên, Ryo mặc dù mặt ngoài kính cẩn nghe theo, có thể quỳ xuống trước Dina, nhưng trên thực tế hắn là một kẻ có dã tâm. Chỉ có điều kẻ dã tâm như loại này rất khó dùng đúng sai để định nghĩa hắn, chỉ có thể căn cứ theo lập trường. Địa huyệt thần giáo có chút giống với một cái chuồng chó do trật tự thần giáo dựng lên. Bên trong có một con chó cảm thấy mình bị nuôi cực kỳ to béo, muốn thoát khỏi chuồng chó ra ngoài tự xây ổ chó riêng, điều này đương nhiên sẽ khiến chủ nhân của chuồng chó bất mãn. Nói cho đúng thì, lần chiến tranh này, nếu như có thể được gọi là chiến tranh mà nói, là một lần trật tự thần giáo hành động trấn áp thần giáo thuộc hạ của mình. Càng buồn cười hơn chính là dùng cái cớ báo thù cho Ryo. Đúng vậy, đây chính là mục tiêu mà tổ chuyên án do Karen phụ trách, điều tra cái vụ án mưu sát này. Truy xét bộ xương nhưng thật ra là chuyện thứ yếu, ý định ban đầu là chủ động tạo ra âm mưu, chĩa mũi giáo về phía mạch Long tộc một lần nữa. Cũng bởi vậy, Neo và Anfet mới có thể mượn cơ hội này để nhận hối lộ. Cuộc chiến đấu bên trong thành trấn bắt đầu càng ngày càng thảm liệt, đối mặt với việc nhà mình bị xâm nhập. Đám Long tộc bên trong thành trấn rốt cục biểu hiện ra huyết tính nên có thuộc về Long tộc, đội quân tôi tớ gặp phải sự chống cự kịch liệt. Bắt đầu không tự chủ được mà rút lui lại, nhất là bỗng nhiên xuất hiện mười mấy con rồng già nua thể trạng tương đối khổng lồ, trực tiếp tạo ra ưu thế trong cuộc chiến. Những chốt thí này cũng chỉ có thể đánh một trận chiến đang trên đà thuận lợi, hơi gặp phải một chút cản trở thì không thể trông cậy vào bọn chúng. Nhưng cùng với một tiếng kèn lệnh vang lên, cung tiễn thủ bên trong quân trận kỵ sĩ đoàn bắt đầu dương cung lắp tên. Trận pháp sư ngưng tụ ra một mặt kính chiết xạ lơ lửng ở phía trên, đợi đến khi một loạt cung tiễn bắn qua mặt kính chiết xạ này. Trên mỗi một mũi tên đều có thuật pháp địa lôi bám vào, cho nên một loạt mưa tên bắn ra, lúc rơi xuống đất, giống như là cả một vùng có tiếng sấm đang liên tục rền vang. Vị trí tấn công còn không phải là thành trấn, mà là những đoàn quân tôi tớ tháo chạy kia, như là đang đốc chiến, không cho phép bọn chúng lui lại, chỉ được phép vọt tới trước. Một cái địa huyệt thần giáo lỏng lẻo mới dễ dàng hơn cho việc khống chế của trật tự, cho nên trận chiến nhằm vào việc suy yếu một mạch Long tộc này. Không có khả năng chỉ do trật tự kỵ sĩ đoàn ra tay để bọn chúng chém giết nội bộ, tích lũy hận thù với nhau mới có thể thuận tiện cho việc trật tự đứng ra sau. Khi mọi thứ kết thúc, trong việc đối đãi với thuộc địa của đế quốc Win cũng là dùng cái biện pháp này, thông qua phân hóa tan rã lôi kéo để thống trị thuộc địa với cái giá phải trả nhỏ nhất. Cho nên những quốc gia khác trong lúc công kích đế quốc Win thích đặt cho nó một cái biệt danh đế quốc gậy quấy phân heo. Chương 2170, không thể khóc, 2. Cuộc chém giết đẫm máu còn đang tiếp tục, Dina thưởng thức rất chân thành, từ trên mặt của cô ta có thể thấy được sự kích động thật sự. Nếu như có thể mà nói, cô ta thậm chí nguyện ý nhảy đi xuống gia nhập cuộc chém giết này. Karen sau khi vượt qua sự phấn khích ban đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Anh quen thuộc với việc tiến hành phân tích sự việc đang xảy ra trước mắt ở trong lòng, nhìn lại từ phương diện đạo đức. Loại này vì giảm đinh mà phát động giảm đinh xung đột không thể nghi ngờ là không chính xác, nhưng lại liên tưởng một chút. Dị ma bên trong thế giới thế tục đều xem như là hiếm thấy, yêu thú thì đã ít lại càng ít, tạo nên thế giới chỉ có bộ dáng đặc hữu thuộc về văn minh nhân loại. Tất cả những thứ này không phải cũng là bởi vì trật tự thần giáo thành công khống chế đoàn thể tổ chức giống như địa huyệt thần giáo hay sao? Thế giới dưới đất có điểm đặc sắc, cũng có sức hút trên mặt nghệ thuật, nhưng nếu như nơi này thật sự tốt như vậy, vậy tại sao Long tộc muốn rời khỏi nơi này để độc lập? Và cuối cùng là ai giam giữ cái thần giáo này ở một nơi nghèo nàn như thế? Bên trong thần thoại tự thuật của giáo hội và trong truyền thuyết chuyện kể trong dân gian đều không thiếu hình ảnh miêu tả yêu thú hoành hành, nhân loại biến thành đồ ăn, chuyện như vậy thật sự chưa từng xảy ra sao? Là nhân loại,
Karen rõ ràng, mình không tư cách đứng ở chỗ này mà phê phán quá nhiều, hoặc là nói, ngươi chỉ có thể đi phê phán phương thức hành vi của nó, lại không thể phủ định hành vi của nó. Cũng như câu nói mà Karen từng đáp lại Augie kia, rất xin lỗi, chủ nghĩa chủng tộc mà ngươi nói đến và chủ nghĩa chủng tộc ta hiểu tạm thời giống nhau. Dina đưa tay nhẹ nhàng đẩy Karen cánh tay, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Karen không để ý tới cô ta. Cuộc chiến vào hồi rằng co, sau khi quân kỵ sĩ đoàn đến, cuối cùng đã phát sinh biến hóa nghiêng về một phía. Kỵ binh thoát ly quân trận bắt đầu hành động, tổng cộng 6 đội kỵ binh tạo thành 6 điểm vào, mà phương thức chiến đấu của bọn hắn rất là đặc thù. Mỗi một đội ngũ lúc tấn công, trên người đều đang phát ra hào quang màu đen, sau đó những ánh sáng này cùng nhau tạo thành 6 thanh đao nhọn trên ý nghĩa thực chất. Bọn hắn đạp vỡ phòng ốc kiến trúc ngăn cản ở trước mặt, cắt nát long tộc trên đường tiến lên, thế đến không thể chống đỡ, để chiến cuộc rằng co bị khuấy nát giống như trứng gà. Ô ô ô, tiếng kèn lệnh lại truyền ra từ trong quân trận, đội kỵ binh xuất kích bắt đầu lùi về, chỉ có điều, trên đường lui về cố ý tìm nơi long tộc tập trung mà giày xéo thêm một lần. Con mắt to trên bầu trời bắt đầu phóng ra ánh sáng màu tím, từ bên trong quân trận ở phía dưới. Từng hình chiếu của những người phụ nữ không biết tên không ngừng bay lên lên, hội tụ thành tia sét đặc biệt mà hòa vào con mắt. Bên trong quân trận, từng vòng sáng trận pháp xuất hiện, ở giữa vòng sáng thì là từng khẩu pháo ma tinh, các binh sĩ nhanh chóng bố trí chuẩn bị. Ông, con mắt bắn ra một vệt sáng, rơi vào một vị trí bên trong thành trấn. Ầm, ầm, ầm. Phía dưới, pháo ma tinh bắt đầu khai hỏa, giống như là đã được định vị, hầu như đều bắn trúng vào khu vực đó. Ngay sau đó, con mắt lại định vị lần nữa, dẫn dắt pháo ma tinh tiến hành tập trung tấn công. Sau mỗi một đợt khai hỏa, khu vực kia giống như bị một cái thìa khổng lồ múc đi, thế giới dưới đất mặt đất và kiến trúc bình thường đều rất cứng rắn. Nhưng bây giờ lại giống như là khối bọt biển mềm mại, mỗi một cái tàn thuốc rơi xuống đều trong nháy mắt cháy thành một cái lỗ lớn. Karen nhớ kỹ, trong chiến tranh giữa Nguyệt Nữ Thần Giáo và Luân Hồi Thần Giáo, trưởng lão thần điện của Nguyệt Nữ Thần Giáo đã từng xuất hiện. Nhưng pháp thân tín ngưỡng cũng không chịu nổi pháo ma tinh của luân hồi khai hỏa. Nếu như đối mặt kỵ sĩ đoàn có thể giữ ổn định mục tiêu và khai hỏa này, Karen có cảm giác trưởng lão thần điện có lẽ đều sẽ bị giết trong thoáng chốc. Cho nên, mỗi một lần trật tự kỵ sĩ đoàn xuất chinh chính quy đều sẽ có một vị trưởng lão thần điện cùng đi, đó cũng không phải một người trưởng thành mang theo một đám trẻ con đánh nhau. Thật ra chỉ là vì một truyền thống, trong kỷ nguyên trước, một vị thần chi nhánh dẫn theo một kỵ sĩ đoàn thì có thể ra ngoài bắt giết thần linh bị trật tự thần giáo phán định là tà thần. Nhìn đến đây, cảm xúc của Karen không khỏi lại khuấy động. Trong mắt PALL, phương thức chiến tranh của trật tự kỵ sĩ đoàn sẽ để cho cô cảm thấy người cố gắng có được thực lực lập tức mất sạch ưu thế. Nhưng ở trong mắt Karen, thì ra người thật sự có thể thông qua loại phương thức này đi khiêu loại sinh mệnh cấp bậc như thần linh. Dưới sự tấn công của kỵ sĩ đoàn, sự chống cự tán loạn của long tộc rốt cục thất bại, bọn chúng bắt đầu chạy tán loạn, đám quân tôi tớ thì một lần nữa thuận gió mà đánh, la lối tiến lên. Chờ đến khi xâm nhập vào thành trấn, cũng chính là vị trí thần điện long thần phản nghịch, rốt cục xuất hiện quân đoàn cấm vệ long tộc mặc áo giáp. Bọn hắn ngăn cản lại đoàn quân tôi tớ có ý đồ xâm chiếm nơi này, để những tên đang giết chóc đỏ mắt kia trả giá thảm thiết. Sau đó, đám quân tôi tớ bắt đầu tản ra, một cách tự nhiên mà chừa cục xương cứng này lại cho kỵ sĩ đoàn đang không ngừng tiến lên ở phía sau. Thực lực thật sự của mạch long tộc lộ ra, đội quân này nếu như bày bố ở trên dãy núi bên kia, hoặc là ngoài biên giới thành trấn, đều có thể tổ chức phòng ngự rất hữu hiệu, còn có thể điều động sự tích cực của đồng tộc, nhưng chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Đội quân này tựa như từ lúc mới bắt đầu, đã lựa chọn từ bỏ quê nhà, từ bỏ tộc đàn, từ bỏ chức trách của mình. Hứ, thật không thú vị. Dina hiển nhiên có chút không vừa ý, xem một bên nghiền ép quả thật cực kỳ sảng khoái, nhưng vẫn luôn thiếu khuyết sự khiêu chiến sẽ dễ dàng để người cảm thấy chán. Nhưng bây giờ, lực lượng biết đánh nhau nhất của đối phương xuất hiện, nhưng cũng không nghĩ đến việc ra tay. Các bạn vừa nghe xong tập 217 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện.
Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.